Trời ơi, mình quên. Hôm nay trời khóa biểu là học môn gì ấy nhở? Trời ơi, mình lấy mấy môn này đi không biết là có đúng không đây. Ừ, mình phải chạy nhanh đến hỏi các bạn mới được. Nếu mà có sai mình còn về lấy nữa. Trời ơi, còn nhảy gì nữa? Gì ơi? Cho tớ hỏi cái này, hôm nay học môn gì đấy? Học môn gì cũng phải hỏi, hôm nào bạn cũng hỏi đây. Tại vì tớ không có thời khóa biểu, học môn gì để tớ còn về lấy không là muộn giờ rồi. Trời ơi, văn, văn, sử, công nghệ với lại nhạc. Xong, tớ toàn mang không đúng một môn nào luôn. Ôi trời ơi, có sử bạn mà không mang sách vở thì có mà xác định đi. Thôi thôi thôi, này này, cầm hộ tớ để tớ chạy về nhà tớ lấy cái môn khác đã. Ôi trời ơi, hôm nào cũng đi hỏi thời khóa biểu, chắc chắn là không có đây mà. Rõ khổ đi học như thế đấy. Ra ngoài chơi thôi, đi chơi Này, tớ bảo này, có phải là bạn không có thời khóa biểu đúng không? không? Đúng rồi, có sao đâu. Trời ơi, đi học mà không có thời khóa biểu, thế mai bạn định tính thế nào? Thì để rút kinh nghiệm ngày hôm nay á, ngày mai tớ mang hết tất cả sách vở đi, như thế chắc ăn nhất. Trời ơi, mang cái sách vở đi á, bao lâu Ơ bạn có mà đèo gãy lưng luôn. kệ chứ, thì phải cố gắng thôi, tại vì là mình không có thời khóa biểu mà mang đi môn nào có tớ lấy ra. Trời ơi, nể tình á, bạn là bạn cùng bàn với tớ, tớ sẽ làm tặng bạn một cái thời khóa biểu. Tặng tớ. Nhưng mà không phải thời khóa biểu bình thường đâu, tớ sẽ trang trí cho bạn một cái thời khóa biểu, được không? Wow, trang trí nữa ấy, hả? Tự tay tớ thiết kế luôn. Được luôn, bạn làm luôn đi để tớ ngày hôm sau tớ không lo mang nhầm sách vở nữa. Ok, Công nhận. ngoài ra tớ làm cho bạn, bạn có thích nhãn vở không? Nhãn vở à? Có chứ, đây này bạn nhìn này, sách vở tớ làm gì có nhãn đâu. Ok, thế để tớ làm cho luôn nhá. Ừ, đúng là bạn bắt được tớ có Này, khác. bạn hộ tớ được không? Được chứ. Đấy, lấy cái này này, xong rồi lấy bút màu ra, bạn kẻ kẻ đường sọc 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 này giúp tớ. À ok. Ừ, còn tớ làm cái khác. Ừ. Hình nào nhở? Cái thời khóa biểu nào đẹp nhỉ? Này Tiết ơi, bạn thích Ừ. cái nào? Tớ thấy cái nào cũng đẹp cả. Cái này đi, được Được. không? Ừ, nhưng mà thay hình khác cũng được mà nhờ. Ừ. Ok, này Tuyết ơi, Ừ. tớ sẽ viết một chữ thời khóa biểu to lù lù ở chính giữa luôn, để cho bạn lúc nào cũng phải nhìn thấy đấy luôn. Ok, bạn nhớ trang trí thật là đẹp cho tớ nha. Được. Đây, mình sẽ viết một chữ thời khóa biểu to ở đây. Thế này mà bạn Tuyết không nhìn vào nữa thì chắc là thôi luôn. Tuyết ơi, nhìn Ừ. này, tớ đã viết xong chữ thời khóa biểu rồi đấy nè. Còn tớ đây này, đã hộ bạn kể xong rồi. À, đẹp đấy. Được, bây giờ thì tớ sẽ tô cái chữ này. Còn tớ thì làm gì? À, bạn kẻ cho tớ những cái ô vuông để chúng ta ghi môn học vào đấy á. À hiểu hiểu hiểu. Ừ, Ok luôn. kẻ tách rời ra nhá, tí nữa tớ cắt ra đấy. Ừ. Ok, này tớ giao nhiệm vụ khó khăn nhất cho bạn rồi đó. Yên tâm. Chữ này thì tớ sẽ tô màu đỏ cho bạn nha. Ok. Tớ sẽ cố gắng làm thật đẹp để cho bạn còn đi khoe với các bạn nữa. Tớ cũng mong đợi cái thời khóa biểu của tớ quá à. Xong chưa? Đây, tớ đang cắt nè. Như thế này đúng không? Ừ, Đây. đúng rồi đó, tí nữa. Sao bạn không kẻ cái này đường ngang luôn? À, để tí nữa tớ dán vào đây tớ mới kẻ cho nó bằng nhau. À, thông minh. Như Nè thế này nó mới đây. đẹp chứ. Ừ, tớ viết xong rồi nè. Bạn có thích cái này không? Tông chữ kiểu này không? Có, rất là thích luôn. Ui, sao bạn viết chữ đẹp thế? Trời ơi, tớ là Tớ là Hằng. Này, cái này còn sticker để dán luôn đúng không? tí nữa tớ nghĩ là chúng ta vẽ hoặc là dán sticker lên ở cái khung kia kìa cho À, đẹp hơn á. Tớ ok. thích, bạn thích mà, tớ biết là bạn thích màu mè mà. Tất nhiên rồi, nhìn thử khóa biểu là muốn đi học luôn rồi đấy. Ok, bây giờ tớ sẽ cắt ra xong tí dán lên đấy. Ừ, tớ cắt nốt cái này đây. Hằng ơi, bạn đang làm gì? Tớ đang vẽ thêm cho bạn một bạn gấu râu. Wow, thời khóa biểu mà cũng cần đến bạn gấu râu to như một bức tranh này á. Tại vì là tớ thấy bạn kẻ màu hồng này này, xong rồi hợp quá với lại là cái mẫu lúc nãy của mình chọn ấy cũng liên quan đến gấu râu, nên là tớ làm cho bạn thêm một cái gấu râu để ở trên này nè. Được, tớ rất là thích luôn. Ừ, Này, này, hả? tớ cắt mấy cái này rồi, xong rồi bạn dán vào cho tớ. Ok.
Mà bây giờ bạn tô màu à? Tớ tô màu. Hay là để tớ tô màu cho? Được. Nè. Ok. Thế bạn tô màu đẹp vào nhá. Để tớ dán cho. Đây, mình sẽ dán chữ thời khóa biểu lên cái này. Xong, bây giờ sẽ là những cái để chúng ta ghi môn học vào đây. Bây giờ mình sẽ tô bạn gấu râu này thật là xinh đẹp. Thắng ơi, xem này, đó. Tớ đã hộ bạn vẽ tô xong bạn gấu râu rồi. Đây, bây giờ mục đích của tớ làm cái này là cho như này này. À. Đó, xong rồi chúng ta sẽ treo lên. Wow, thế thì tớ để ở đâu thì nó vừa là thời khóa biểu mà vừa là trang trí luôn đúng không? Đúng rồi đấy. Này, tiện á, tớ làm thêm cho bạn mấy cái sticker này nè. Wow. Cũng là gấu râu hết luôn. Nè. Ui, cái này là gấu râu lotto nè, hình đây mặt là hình nè. Quả dâu. Quả dâu nè, đó. Này bây giờ bạn trang trí lên đi. Ok. Để tớ bây giờ thì tớ mới bắt tay thiết kế nhãn vở cho bạn. Này làm cho tớ mấy cái luôn nha. Ok, 4 cái nha. Được. Đấy, để tớ trang trí lên đây. Trang trí thời khóa biểu. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái hình bạn gấu dâu siêu to này vào phía bên dưới này nè. Đó, cái này sẽ là cái để treo. Và sẽ dùng những sticker mà bạn Hằng đã làm rồi. Mình sẽ trang trí vào đây. Đầu tiên thì cho một bé gấu dâu ở đây đi. Ý, thêm một quả dâu nữa nè. Ở đây thì cho chữ Lotto. Đó, những ngôi sao lấp lánh nữa. Để cho thời khóa biểu của mình được đẹp hơn. Đây, mình sẽ cho một quả dâu tây ở đây. Rồi, sẽ trang trí thêm những chiếc sticker xinh xắn nữa. Ví dụ như là đây là một chồng sách này và một chiếc cúp tri thức này. Một cô bé xinh xắn, bạn sẽ đứng ở đây nha. Xinh quá đi à. Đây, chúng ta sẽ có một chiếc hộp và những chiếc kẹo xinh. Còn phía bên dưới này, mình sẽ cho một cái kệ ở đây đi. Wow, đẹp quá à. Chỗ này thì mình sẽ cho thêm một hình nữa. Đó chính là một chiếc kem. Kem ơi, bạn ở đây nha. Tớ sẽ cho bạn ở đây. Mình sẽ thiết kế cho bạn Tuyết mấy cái nhãn vở nè. Nhãn vở cũng là nhãn vở gấu râu luôn. Ta đà, xong thời khóa biểu rồi. Uầy, bạn trang trí đẹp thế. Này, không phải là tớ trang trí đẹp đâu. Mà đây là thiết kế của bạn Hằng mà. Trời ơi, hai đứa mình cùng làm. Còn đây, tớ đã làm cho bạn mấy cái đây là nhãn vở nè. Đó, cũng là gấu râu luôn. Này, tớ có bộ sưu tập gấu râu luôn. Tất nhiên rồi, bạn á cứ phải gấu râu thì bạn mới chăm học được. Tớ thích mà này, tớ thấy bạn làm mấy cái nhãn vở này cũng đẹp hơn cả tớ đi mua nữa đấy. Thôi, đi mua người ta làm đẹp hơn chứ, tớ làm chỉ là tạm tạm thôi. Đó, nếu mà bạn thích nữa về bạn có thể làm giống như này nè. Ok. Ui, nhãn vở của bạn cũng ghi rất là rõ ràng luôn nè, có trường môn này, lớp này, tên và cả năm học nữa luôn. Tất nhiên rồi, phải có những cái đấy mới là nhắn vở chứ. Này, nay có nhắn vở rồi thì không lo sách vở của tớ nó bị thất lạc nữa rồi. Rồi, đây nè, bây giờ tớ đọc cho mà bạn ghi thời khóa biểu vào đây nè. Ghi các môn vào đây đúng không? Ừ. Ví dụ hôm nay là thứ hai, thì tớ sẽ nhìn vào đây là thứ hai hôm nay có những môn gì. Thế là không lo sách vở nó bị lẫn lộn. Trời ơi, này tớ bảo nhá, mấy cái này bạn phải dán đầu góc học tập luôn. Tớ biết rồi mà, ngay chiều hôm nay về tớ dán luôn vào đấy. Để ngày mai tớ sử dụng luôn. Mai bạn yên tâm đi, tớ không có sai thời khóa biểu nữa đâu. Thôi đi, ngày nào bạn cũng nhắn tin hỏi Hằng ơi, mai học môn gì đấy, tớ cũng đau hết cả đầu rồi đấy. Tớ biết rồi mà. Này, tớ cảm ơn Hằng nhá, đã giúp tớ làm một cái thời khóa biểu đẹp như thế này. Còn thêm mấy cái nhãn vở nữa chứ. Không có gì, đây tớ tặng bạn nè, mong bạn lúc nào cũng chăm học thôi. Ok, tớ cảm ơn bạn nhiều. Để đấy, nào okay. Bây giờ lấy bút ra tớ ghi, tớ đọc cái này. Ok. Thứ hai, chào cờ. Chào cờ. Văn. Toán. Ok. Toán. Thể dục. Thể dục. Okay. Sinh hoạt. Sinh hoạt tiết năm nữa tí tớ quên. Sinh hoạt xong. Đấy, sinh hoạt đấy là sinh hoạt lớp nha. Tớ nhớ rồi. Ok, wow. Bây giờ có thời khóa biểu rồi á. Từ giờ tớ mà thấy bạn
quên cái sách vở gì á thì biết tay tớ luôn. Đừng mà, xem cho tớ mượn chứ. Có thời có biểu đẹp như thế này rồi, phải chăm xem vào. Ừ, tớ nhớ rồi. Ừ. Cái này á, tớ để luôn ở góc học tập này, buổi tối đi học bài, tớ sẽ xem vào đây và soạn luôn vào cặp đi. Kiểu hôm sau á, chỉ cần mang đi thôi. Đúng rồi, thôi được rồi, đây nữa này, cắt đi. Xong okay. Rồi mình về đi. À, ôi, này, tớ đi ra khoe các bạn á, tí nữa tớ mới vào soạn đồ cơ. Ok, về đi. Đi với tớ đi.